Thủ môn Đặng Văn Lâm đã dính chấn thương trong màu áo Cerezo Osaka và có thể phải nghỉ thi đấu đến hết năm 2021. Điều này đồng nghĩa anh sẽ vắng mặt trong 4 trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup năm 2022 ở khu vực châu Á. Theo nguồn tin từ câu lạc bộ Cerezo Osaka thì lý do dẫn đến chấn thương của thủ môn Đặng Văn Lâm gặp phải là trong một buổi tập chuẩn bị cho trận đấu giữa Cerezo Osaka với Bohan Steelers tại vòng 1/8 AFC Champions League. Một trong những nỗ lực cứu bóng ở phần thi đấu đối kháng, Văn Lâm đã bị chấn thương trật khớp vai và sau đó anh được đội ngũ y tế câu lạc bộ Nhật Bản đưa đi kiểm tra mức độ chấn thương, bởi vì do một cái tác động quá mạnh đến từ một tình huống cứu thua của Đặng Văn Lâm cho nên là chấn thương Văn Lâm gặp phải là tương đối nặng nha anh em. Chính vì vậy mà đội ngũ y tế của câu lạc bộ Nhật Bản đã thống nhất các phương án và nhiều khả năng Văn Lâm sẽ phải tiến hành phẫu thuật nha anh em. Có thể trong vài ngày tới sẽ tiến hành phẫu thuật cho thủ môn Đặng Văn Lâm của chúng ta, và đây gần như là một điều kiện bắt buộc mới có thể giúp anh sớm hồi phục và có được một cái thể trạng tốt nhất để thi đấu nha anh em. Và phía câu lạc bộ Cerezo Osaka cũng đã xác nhận sẽ tạo điều kiện tốt nhất để cho Văn Lâm có thể điều trị chấn thương mà mình gặp phải. Và đây cũng có thể xem là một nguồn động lực rất là lớn cho thủ môn của đội tuyển Việt Nam của chúng ta để vượt qua cái ca chấn thương này và cũng như sớm trở lại trong khoảng thời gian sắp tới. Vì không có sự phục vụ của thủ môn Đặng Văn Lâm là một trong những mất mát lớn của đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Bởi vì thủ môn này là một trong những nhân tố quan trọng của đội tuyển. Nhờ vào khả năng ra vào hợp lý cùng với một chiều cao khá là ấn tượng với một cái tinh thần thi đấu rất là tuyệt vời. Và tôi hy vọng rằng trong khoảng thời gian sắp tới thì thủ môn Đặng Văn Lâm của chúng ta sẽ sớm bình phục chấn thương và trở lại thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Việc mà thủ môn Đặng Văn Lâm bị chấn thương có thể nghỉ thi đấu đến hết năm 2021. Chính vì vậy mà huấn luyện viên Park Hang-seo của chúng ta đã bổ sung một thủ môn của câu lạc bộ Viettel, đó chính là Trần Nguyên Mạnh. Việc được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập trở lại có thể xem là một tin rất vui đối với thủ môn Trần Nguyên Mạnh sau một khoảng thời gian vắng bóng tại các đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam. Vào năm 2019 thì thủ môn Trần Nguyên Mạnh từng được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi lên đội tuyển nhưng lại bị dính chấn thương nha anh em và lỡ hẹn tại vòng loại FIFA World Cup năm 2022. Và như vậy rằng vị trí thủ môn của đội tuyển Việt Nam của chúng ta gồm 4 cái tên như sau: Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Văn Hoàng và Trần Nguyên Mạnh. Và đó là những gì Mê Bóng Đá cập nhật được. Anh em đừng quên đăng ký kênh, bấm like, bật chuông thông báo để xem những video mới nhất của Mê Bóng Đá nha. Cảm ơn tất cả anh em rất nhiều.